Chào các bạn, tôi là Ellie. Thật tốt khi được trở lại và hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập và sử dụng MetaMask, ví để tham gia trò chơi bóng chày. Bạn cần có khả năng sử dụng ví blockchain. Và trong trường hợp thị trường dễ bị tổn thương, đó là chúng tôi. Quan trọng hơn để bảo vệ ví của bạn hiệu quả. Và bây giờ chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Vì vậy trước hết là một MetaMask. MetaMask là một phần mềm ví tiền điện tử, ban đầu được sử dụng để tương tác với blockchain Ethereum. Ví MetaMask hiện tại có thể tích hợp nhiều mạng blockchain khác nhau, chẳng hạn như Binance Chain hoặc Solana. Họ cũng đã bao gồm phiên bản ví ứng dụng cho thiết bị di động và sự chú ý của ứng dụng trên cơ rông. Hiện tại, ví MetaMask có thể được coi là tiêu chuẩn, ví phổ biến hơn ngày nay. Mọi người có thể không sử dụng, tương tác với hầu hết các blockchain và cũng sử dụng cho mạng thử nghiệm và testnet. Nó thực sự phổ biến, vì vậy chúng ta cần cảm thấy sợ hãi khi sử dụng chiếc ví này. Vì vậy khi lần đầu tiên bắt đầu, hãy truy cập MetaMask. Tôi nhấp vào tải xuống và chọn phiên bản của bạn. Endorsed là tùy thuộc vào bạn ngay bây giờ. Tôi sẽ chọn Cozone bởi vì tôi đang sử dụng máy tính xách tay của mình ngay bây giờ. Vì vậy hãy nhấp vào cài đặt giảm thiểu cho Cozone. Thêm Cozone. Thêm sự chú ý. Nhấp vào biểu tượng cảm xúc này và nó sẽ đưa bạn đến với điều này. Trang web được bắt đầu ngay tại đây. Nếu bạn đã có một cụm từ khôi phục bí mật, bạn có thể nhấp vào ví nhập khẩu. Bạn hoàn toàn mới với cái này. Nhấp vào tạo ví. Tôi sẽ giải thích cho bạn về cụm từ này sau. Đọc kỹ thuật ngữ, bởi vì có một số thông tin thực sự quan trọng để bảo mật tài khoản của bạn. Nếu bạn hoàn thành, hãy nhấp vào tôi đồng ý. Thiết lập mật khẩu của bạn, tôi đồng ý và tạo. Đọc kỹ điều này về cụm từ phục hồi SIGGRIT. Cụm từ khôi phục duy nhất là một cụm từ 12 từ. Nghiên cứu chìa khóa chính cho ví và tiền của bạn. Rất thích nếu bạn có cụm từ. Bạn có thể truy cập vào ví của mình bất cứ lúc nào, tại bất kỳ thiết bị nào. Vì vậy bạn cần phải giữ nó một cách an toàn và không tiết lộ cho bất cứ ai, ngay cả cha mẹ của bạn. Bởi vì nếu họ có cụm từ khôi phục siêu nhóm, họ có thể truy cập vào ví của bạn trong bất kỳ thiết bị nào. Vì vậy hãy nhấp vào tiếp theo. Và sau đó tôi phải làm một số chứng khoán GJC. Tôi sẽ cho tất cả các bạn xem, bởi vì tôi thậm chí không sử dụng ví này. Và vâng, và bây giờ tôi có một chiếc ví. Và đây là ví của bạn. Và bạn có thể tạo nhiều tài khoản bạn muốn. Tôi có tài khoản 1 và tôi tạo. Tôi có thể tạo nhiều like tài khoản 2 tạo. Vì vậy tôi đếm 33. Vâng, nhiều tài khoản với nhiều địa chỉ để lưu trữ tiền điện tử của bạn. Và một điều quan trọng nữa mà bạn nên biết là mỗi tài khoản chúng ta có một khóa riêng. Khóa riêng cũng một cụm từ thực sự quan trọng rằng bạn cần phải giữ nó an toàn và cũng đừng chậm chạp với bất kỳ ai. Vì vậy chính xác như cụm từ khôi phục bí mật như thế này. Và đây là khóa riêng. Vì vậy để bạn hiểu sẽ khác nhau giữa hai cụm từ này. Một cụm từ khôi phục bí mật sẽ cho phép bạn truy cập vào toàn bộ ví. Với tôi, bạn có thể có quyền truy cập vào mọi tài khoản mà ví. Tài khoản 1, tài khoản 2, tài khoản 3, trong khi khóa riêng chỉ cho phép bạn truy cập vào một tài khoản duy nhất. Tạo ra các khóa riêng đó. Như vậy ngay bây giờ tôi chỉ có cụm từ này. Vì vậy tôi chỉ có thể truy cập vào số đếm 1. Tôi không thể đếm 2 hoặc 3. Nó chỉ là biểu tượng đó. Tiếp tục ở đó, một điều nữa mà bạn cần thiết lập là mạng blockchain. Vì vậy có nhiều mạng blockchain ngoài kia. Và điều quan trọng là bạn phải chọn đúng mạng cho các trò chơi của bạn trả tiền. Ví dụ như vậy, nếu bạn cho tôi 10 Infinity dựa trên Ethereum. Vì vậy bạn đang ở đúng mạng. Tôi có phút Ethereum ngay tại đây. Nhưng nếu bạn muốn chơi một trò chơi trên chuỗi BNB, bạn cần chuyển nó sang mạng chuỗi BNB đó ngay. Vì vậy hiện tại tôi không có chuỗi BNB. Vì vậy tôi cần thêm nó vào. Vì vậy hãy đi kiểm tra nguồn gốc. Bạn sẽ đến trang web mà bạn có thể thêm vào mạng. Ngay lập tức, kết nối ví của bạn và nhấp vào thêm vào Mini MC. Phê duyệt Swift Network và có. Ngay bây giờ tôi có Binance Smart Chain. MetaMask là một nơi tuyệt vời.
để lưu trữ tiền xu và mã thông báo của bạn. Và khi bạn lần đầu tiên mua một số đồng nhưng không xu, thể nó trên tài khoản của bạn, đừng lo lắng vì bạn chưa nhập mã thông báo vào ví của bạn. Vì vậy, để làm điều đó, bạn nên truy cập cơn Market Cup, tìm những đồng tiền cụ thể mà bạn đã mua hoặc muốn mua. Chẳng hạn như tiền xu tối, hãy truy cập địa chỉ này và sao chép địa chỉ. Mở MetaMask của bạn và nhập mã thông báo, địa chỉ hợp đồng và thêm mã thông báo hải quan và vâng. Chỉ cần thêm mã thông báo vào ví của bạn. Đó là tất cả bạn cần biết về cách thiết lập và thêm tiền xu vào ví của bạn. Một điều cuối cùng tôi nên nói với bạn là không tiết lộ khóa riêng hoặc bí mật của bạn. Cụm từ khôi phục bạn có thể viết nó ra và giữ nó. Một đĩa tiểu luận mà không ai biết, ngoại trừ những người bạn có thể tin tưởng. Cho những người lạ, người luôn cố gắng hỏi bạn về cụm từ này, chúng tôi có ý định lừa đảo bạn và ăn cắp tất cả tài sản của bạn. Vì vậy hãy cẩn thận với những tình huống này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bắt kịp các tập mới hàng tuần. Một lần nữa tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.